Vâng, như đã giới thiệu ở phần đầu chương trình thì bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ những gương mặt hot nhất showbiz hiện giờ, rồi đang làm mưa làm gió ở trên YouTube hiện giờ. Vâng, đó chính là Minh Hằng cùng với ekip của mình với web drama Kẻ Sang Tinh. Rồi bây giờ chắc là Hằng sẽ gửi lời chào đến mọi người ha. Dạ, lời nói đầu tiên thì cho Minh Hằng xin gửi lời chào đến thính giả của VOH. Và nghe chị Kim Thanh giới thiệu hơi bị phê hot nhất showbiz. Xong rồi còn cái ekip hot nhất nữa. Trời, sung sướng quá. Phải chia được như vậy là thì cả ekip rất là mừng. Tại vì có thể nói là đây là một cái dự án web drama đầu tiên mà em đầu tư rồi làm mọi thứ, rồi em rất là may mắn khi mà có được anh đạo diễn anh Vinh, rồi tìm được bạn Châu để mà có thể đồng hành cùng với mình trong cái dự án lần này, nên là thực sự mình cảm thấy rất là may mắn. Nói chung là người ta đang trên một cái con đường mà để trở thành sau này là người thâu tóm cả showbiz á. Cái đường đi của Minh Hằng là vậy á. Tức là bây giờ là mình bắt đầu quyền lực rồi nè, mình sản xuất nè, mình đầu tư rồi, mai mốt mình đạo diễn, mình viết kịch bản rồi mình làm hết luôn. Kiểu nhà trồng được phải không chị? Đúng rồi, vừa tiết kiệm mà phải nói là vừa chứng tỏ được quyền lực đúng không? Quyền lực thì cũng không không biết là có chứng tỏ được hay không, tại vì phải thắng thì mới có thể chứng tỏ được quyền lực, còn nếu không thắng thì người ta kiểu mình ngu, tại vì thực ra là mình làm nhiều quá, cái gì mình cũng xin làm mà cuối cùng nó không hiệu quả thì cũng không nên. Làm riết từ từ mình cũng giỏi thôi em. Dạ không, nhưng mà em nghĩ là để mà có một cái dự án thành công thì một mình không bao giờ làm tốt được. Phải có ekip, phải có những người xung quanh giỏi. Đôi khi là họ phải giỏi hơn mình nữa. Em chỉ làm đúng nhiệm vụ giỏi nhất, đó là tìm người giỏi hơn em. Rồi, bây giờ người giỏi hơn Minh Hằng ở trong phòng thu có ai nè? Có bạn Vinh lên tiếng nè. Xin chào khán giả của chương trình VOH. Mình là Vinh, đạo diễn cái phim Kẻ Sang Tinh của web drama Minh Hằng. Trời ơi, nghe web giọng êm drama quá. Minh Hằng mới là ôi giọng Giọng bass êm, bass, không rất là em nghe có hơi đi, hơi ý định là qua radio làm MC không em? chắc cũng sốc rồi đó. Ồ, nghe thấy được đó. Phim này mà lượt view không có cao là chắc Minh Hằng cắt luôn. Xin Rồi, chàng trai rất là đẹp trong phòng thu ngày hôm nay nè, lên tiếng đi nào. Xin chào khán giả của chương trình VOH, mình là Lâm Bảo Châu, mình là diễn viên nam chính trong phim web drama của chị Minh Hằng. Minh Hằng, em có làm gì Châu không ạ? À? Sao dạ? thấy Khớp giọng hả? Châu có vẻ khớp khớp quá, thấy em sợ hơn sao vậy? Không, thật sự là tội nghiệp cho bạn ấy. Giống như chị nói đó, vì em ở trên phim trường là em lồng lộn, em cái gì cũng làm. Nên ra là ngoài cái lúc mà quay phim ra thì em còn ngồi làm việc với anh Vinh, rồi xong rồi cầm cái bộ đàm đi vòng 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 giống như là giữ nhà vậy. Là bạn ấy đôi khi nhìn hơi ghê. Bây giờ em đã thấy chị Minh Hằng dễ thương lại chưa? Thực ra là trong lúc mà em đi quay thì em đã gặp chị Hằng ở trong scene, chị rất là mạnh mẽ. Chị ý nhá, là một người mà biểu diễn võ thuật rồi, lần đầu tiên em nhìn thấy này. Và chị ý là một người rất là có tâm và chị ý xả thân mình vào trong phim ấy. Bình thường thì những cảnh quay thì mọi người sẽ, những cảnh khó ấy, thì mọi người sẽ cần diễn viên các cái đời, mà chị Hằng sẽ nhảy vào, chị diễn luôn. Đu dây này, đua xe này, các thứ, chị không ngại ngần một cái vấn đề gì cả. Chị ấy là một người rất là cảm tính mạnh. Nhưng mà chị có ăn hiếp em không? Thì đôi lúc là trong Em chưa có được ăn nha chị. Trời ơi, vậy là chị hiểu ý khác đó chứ. Em nói vậy là chị hiểu ý khác đó. Nhưng mà bây giờ là nhìn vẫn có vẻ còn hơi khớp hả? Đúng không? À không, không không có khớp đâu, tại vì bây giờ lâu lâu ngày gặp chị Hằng, chị xinh quá nên thành ra là em cũng hơi Không, nhưng mà sau khi hôm bữa cái ngày chiếu phim xong rồi có kêu em ra, nó là em rất là tiếc khi mà chị trao cho em cơ hội nhiều mà em lại không mở lòng ra. Bây giờ em mở còn kịp đó. Tại vì mình còn, nếu như thành công là mình còn có season 2, season 3 đấy, em nên mở gì vừa. Nhưng mà đang hỏi là bây giờ chiếu có một hai tập thôi, mình đang đang hỏi là không biết là có cái cảnh nào mà nó đặc biệt giữa hai người không ha, bây giờ hỏi sớm được không ha? Dạ được, hỏi sớm cái gì đâu, tại vì ở nằm ở trên trailer hết rồi. Ở trên trailer thì thấy không có đặc biệt lắm mà, có cảnh gì mà ví dụ mà nó nóng nóng một xíu không? Nóng nóng mình cho thời tiết cũng thôi à. Nóng trong thời tiết thôi. Cái đó là do em là kiểm soát kịch bản ngay từ đầu hay sao vậy? Không chị, em viết chứ, em viết quá trời. Sao anh Vinh kêu nè chị Hằng nghe chị viết ra, chị bỏ một đống tiền ra cho đúng cảnh này thôi nha, hôn cho đàng hoàng nó không. À, cuối cùng là cũng có cảnh hôn đúng không? Trời, hôm sau vẫn lâu luôn đấy, thằng khác. Mình lúc đó mình quay mấy take ha? Nhiều. Vinh nhớ không nhầm là chắc phải trên 4 take á. Cũng còn ít. Ít ra mười mấy, không, hai hình như mươi là 4 test, nhưng mà 4 test cận, còn 4 cái test toàn cận còn kia. chưa tính những cái Toàn cảnh toàn nữa. À, cái đó là theo Vinh là diễn đạt hay là không diễn đạt?
Cái này có vẻ là căng nha. Không biết đạt hay không đạt mà khi mà quay xong cảnh này là thấy chàng buông ra, trông ngồi cứng lơ luôn. Thực ra là khi mà quay cảnh này thì em uống khá là nhiều bia. Em lấy cảm xúc để... Ồ, phải uống bia để lấy cảm xúc. Thực ra là không phải uống bia lấy cảm xúc mà em muốn nhập tâm hơn, muốn... kiểu feel the beat hơn. Đúng rồi, feel hơn. Nhưng mà cảnh đó là trong phim nó có say xỉn gì không? Có, cảnh cuối. Rồi, nhưng mà em chia sẻ cảm xúc đi. Giờ, em nhớ lại lúc đó em cảm xúc như sao. Chỉ cần nhìn em đâu em nói đi. Em cảm xúc lúc đấy thì thật sự là khi mà phải rất là lâu rồi, rất là lâu khi mà em diễn cái cảnh cuối đấy, thì lúc đầu mọi thứ chưa được mix cho nhau, khớp với nhau ấy. Thì khi mà uống bia và uống khi mà hai người phải đứng nhìn nhau rất là lâu, lấy được cảm xúc dần và đấy. Nói chung là em phải đẩy nhiều. Đẩy nhiều, em chị đẩy nhiều. Nó kêu là em như một con mèo vậy, em nói không sao đâu, cứ làm đi. Không, thật ra là Minh Hằng chuẩn bị cái dự án này rất là kỹ. Nội cái phần casting thôi đã tốn một cái khoảng thời gian rất là dài. Và bây giờ Kim Thanh biết là có một cái cảnh mà hơi tình cảm giữa hai người như vậy đó, thì Kim Thanh nghĩ là ngay từ khâu kịch bản là Minh Hằng đã phải quan sát, là đặt ra những cái tiêu chuẩn rất là khắt khe. Tại vì Minh Hằng đâu phải dễ để hôn hai em. Đúng. Cho nên là cũng phải đủ chuẩn như thế nào chứ. Cho nên là nghĩa kỹ lắm đúng không Hằng hả? Chị thấy em mở hội tuyển trai không? Không phải đùa đâu nhé. Em tuyển không biết bao nhiêu là trai luôn. Nhưng trai sáu múi nha. Nhưng mà phải có sáu múi. Em kêu là phải cởi đồ ra cho em coi có sáu múi không? Em mà đếm đúng 6 múi thì em mới chọn không thôi. Trời ơi, em không biết, Hằng là người cực kỳ khó tính trong cái việc mà đóng những cái cảnh cho dù mà thân mật mà chỉ cần đụng chạm nhẹ thôi là Minh Hằng cũng đã kiểm soát rất là kỹ từ khâu kịch bản với những cái dự án điện ảnh rồi. Và có một số giai thoại chị cũng được nghe nhưng mà không kể cho Hằng đâu, là sẽ thấy là cô này cực kỳ khó tính. Cho nên là không biết là tới giờ thấy chọn đúng không Hằng ha. Thực ra lúc đầu là em nghĩ là mình nên chọn người cũ để thứ nhất là mình không có bị mất quá nhiều thời gian trong lúc quay phim. Tại em với anh Vinh có nói là trời ơi, phim này mình quay á trong một cái khoảng thời gian không có quá dài. Tại vì mình phải tập trung vào rất là nhiều cảnh. Tuy là web drama nhưng mà mình đi với rất là nhiều bối cảnh luôn, mà nhiều cảnh hành động, nên là bắt buộc mình phải chọn diễn viên mà chuyên nghiệp để họ làm nhanh. Mình không có bị mất thời gian vô là ra phải tập luyện ra cái này cái kia. Nhưng mà xong cuối cùng là test đi test lại thì sau khi mà quan sát Lâm Bảo Châu á, tuy là bạn ấy rất là mới nhưng mà bạn ấy có cái sự quyết tâm với nghề. Bạn ấy là mỗi ngày mà đều lên trên phòng tập với lại Hằng. Em không có tập trực tiếp với Châu tại vì em sợ Châu khớp. Tại vì một khi mà em đã dạy Châu diễn nhiều quá thì make sure với chị là ra phim trường là bạn ấy sẽ coi em là thầy, maybe là bà nào đó chứ không phải là cái bà mà tôi đang muốn yêu. Nên là em phải cho anh Vinh làm việc cùng với lại bạn Châu rồi một vài anh chị nữa mà có kinh nghiệm làm việc, thì bạn ấy ngồi nhá, em cứ làm kịch bản, cứ làm chuyện gì của em thì bạn cứ ngồi đọc kịch bản và bạn học thuộc lòng. Thì em thấy điều đó thôi đã làm cho em cảm thấy là wow, mình đã chọn đúng người. Tại vì họ rất là yêu nghề. Thứ hai nữa là Châu có một cái gương mặt rất là ấm áp. Tuy là nhỏ tuổi nhưng mà lại không bị kiểu như là baby. Vẫn rất là đàn ông, vẫn rất là vững chãi. Lúc mà trẻ con thì cũng rất là trẻ con, mà lúc mà vững chãi thì vẫn rất là vững chãi. Thật ra là nhìn hai người bên ngoài thấy như vậy, chị xin lỗi em trước nha Châu, là chị thấy hai người cũng xứng. Ủa sao xin lỗi? Tại sao xin lỗi? Tại vì chị Hằng á, là không, tại vì bé nói vậy chứng tỏ bé nó già, cho nên là mình phải xin lỗi trước. Thở tức là nhỏ tuổi hơn Minh Hằng, bây giờ nhìn hai người cũng khá là xứng nhau. Dạ em trẻ đúng không? Cho nên là chị Minh Hằng coi vậy chứ còn trẻ, nhìn trẻ, vẫn xứng với em đó. Nhưng mà bây giờ mình hỏi đi, Vinh với Hằng quen nhau làm sao mà Hằng bốc trúng em vậy? Thực ra là Vinh cũng làm nghề lâu năm rồi. Trước cũng làm bên làm đạo diễn bên Lasta các thứ, lúc đó Hằng còn độc quyền bên Lasta. Hai anh em chắc cũng không có làm, tuy không có làm việc với nhau nhưng mà chắc cũng khá biết về nhau. Thì Hằng chọn đạo diễn không có yếu tố nào hết. Yếu tố duy nhất của Hằng là cảm được kịch bản của Hằng. Chính xác.
Em nói thật là lúc mà em viết xong cái kịch bản này rồi á, thì em nói là casting là nó hơi kỳ, nhưng mà có nghĩa là mình cũng đi gặp rất là nhiều đạo diễn. Trước anh Vinh là em phải đi gặp khoảng 3-4 người. Tại vì mỗi một người sẽ giỏi về một cái khoảng, về cái tầm, về cái cách nhìn nhận kịch bản nó khác nhau. Thì cái kịch bản của mình đang muốn hướng tới là cái gì thì em phải gặp đúng cái người đó mà họ nói à đúng rồi, họ đang đi đúng về cái gì mình mong muốn á. Họ đang hiểu mình á, thì cái đó là cái em tìm kiếm. Chứ những người khác em gặp thì cũng rất là kinh nghiệm, nhưng cuối cùng gặp anh Vinh á, không, ông này là phải làm với mình rồi, tại vì đúng là ổng rồi, không chạy đâu được nữa. Xong rồi khi mà ảnh chỉnh sửa cho em thêm một vài đoạn nhỏ nhỏ thì em nói đúng ổng luôn rồi, tại vì ổng chỉnh sửa rất hay. Mà những cái cảnh đầu tiên mà chạy chiếc jet ski là anh Vinh sửa đó. Lúc đầu anh chỉ chạy xe máy bình thường thôi. Thì những cái mà anh Vinh sửa em cảm thấy nó rất là phù hợp với lại nhiều đối tượng khán giả, mà nó phù hợp với lại YouTube. Nhưng mà thật ra là chắc chắn là Vinh là biết Hằng lâu rồi. Nhưng mà gọi là làm đạo diễn cho một cái phim của Hằng sản xuất là mới lần đầu, đúng không Vinh? Chính xác. Rồi em thấy Hằng hồi trước mình kiểu như mình quen xã giao, thảo mai xã hội, mình thấy sao, rồi giờ mình làm xong mình có gì mà phiền lòng không? Ví dụ như nhìn vậy chứ không phải vậy không em? Không, Vinh thấy Hằng rất là thẳng thắn nha. Thẳng thắn nhưng mà thoải mái trong công việc. Không có đạo diễn, tuy là làm thực hiện một cái web cho Minh Hằng, web drama cho Minh Hằng, nhưng không phải Hằng áp đặt đạo diễn. Không phải tôi muốn như vậy anh phải làm như vậy tôi. Không, không có chuyện đó. Hằng được cái Hằng tôn trọng Vinh. Hằng tôn trọng đạo diễn, tôn trọng công việc Hằng. À, anh Vinh ơi, em thấy cái diễn xuất này nè, anh coi giùm em coi được không? Thí dụ không được thì anh em góp ý. Được chỗ nào và không được chỗ nào. Đó, Hằng là cái người như vậy, chứ không phải anh Vinh ơi em muốn làm vậy, anh muốn làm vậy. Nhưng mà khó tính đúng không? Khó chứ. Khó lắm á, chị biết Hằng khó lắm. Rất là khó luôn. Nhìn bà cười cười vậy chứ bà khó, giả man luôn á. Nhưng mà ít nhất là mình khó, nhưng mà mình không làm cho người ta khó chịu. Mà áp lực không em ha? Áp lực. Ừ, thấy chưa, có áp lực mà. Áp lực. Áp lực là chỗ nào em? Áp lực là có nghĩa là nếu mà phim này không thành công, mình rất ngại với là Hằng. Tại vì mình nói nhiều quá, mình thể hiện nhiều quá, nhưng cái kết quả của mình không đạt được như mong muốn. Thì rõ ràng chắc có lẽ là phim này không thành công, mình không dám gặp Hằng nữa. Nhưng mà triệu view rồi còn gì nữa. Dạ, triệu view rồi, nói chung là bước đầu mà triệu view vậy là thành công rồi, nhất là với một cái sản phẩm web drama như vậy. Còn em vượt qua bao nhiêu chàng trai để đến được với chị Hằng? Nhiều á. Nhiều ạ. Em casting là không phải là một ngày đâu mà mấy ngày á. Tại vì em nhớ là khi mà em đang làm một dự án gì đấy, em về để em casting cho web chị Hằng. Thì em là thì à người em nhớ là em là người sau cùng, đúng không? Rồi, cuối cùng. Đấy, em đến sau cùng mà. Nên em mở cửa cánh cửa ra thấy mọi người ai cũng cởi áo để casting. Mình bảo ôi sao lần đầu tiên mình bảo chưa giờ mình casting mình cởi áo cả, mình bảo em cũng thấy lạ ấy. Em bảo lần đầu tiên casting cởi thấy ai cũng cởi trần, cũng hơi ngại. Em có mấy tập mà gọi là bị hai đời xin cho mấy cái này không Hằng? Có chị, ở trên YouTube của em có đó, mọi người có nên coi, em cởi em quay hết mà. Wow. Thế là hôm đấy là em cởi luôn mà em xõa luôn. Nhưng mà em bước vô vậy em thấy vậy cái tâm trạng em lúc đó là sao? Không hiểu sao là cái hôm casting vậy em cảm thấy rất là thoải mái. Vì body mình đẹp sẵn. À không. Một phần nào đấy em cảm thấy tự tin. Thì em cứ vào cast và rất là thoải mái. Và em vẫn nhớ đến bây giờ chị Hằng nhận xét với em là chị thích nụ cười của em. Nhưng mà em cười khá là nhiều. Cười khá là nhiều nhưng mà cuối cùng đi nhận xét nụ cười. Người kỳ cục ha. Anh nhắc lời cái này. Nhưng mà Châu ơi, em có biết rằng là khi mà em cast lần đầu tiên là anh đánh rất liền luôn. Ủa? Sao vậy? Rất liền. Lý do? Cast xong rồi hai anh em bạn nhau, anh Vinh ơi, bạn này nói gì em nghe không được gì hết. Tức là bạn cười đẹp thiệt. Nhưng bạn nói chuyện không nghe. Mình diễn ra nó kỳ á. Thôi rớt liền tại chỗ. Không có chọn vô vòng 2 luôn. Nhưng mà sau đó anh em ngồi sàng lọc lại tất cả các diễn viên cuối cùng. Nhưng mà em thấy bạn này nó vẫn có tạo cảm giác gì đó cho em á. Em thấy rất thoải mái về bạn này. Hay là mình kêu lên lần nữa, mình gọi lên lần nữa, mình cast lại bạn đó đi. Cast lại lần nữa, lần thứ 2 vẫn chưa. Vẫn khớp hơn. Là khớp hơn lần đầu hả? Rồi sao rồi mới quyết định? Cuối cùng là Châu có nhắn cho Hằng một cái tin. Nói là em rất là thích tham gia cái phim của chị. Và em rất muốn thể hiện, nhưng mà do nhiều yếu tố khi casting em bị khớp, rồi em bị thế này thế kia, chị cho em một cơ hội. Đó, thì Châu có nhắn Hằng một cái tin vậy. Thì hai anh em lại bàn với nhau là thôi chắc cho bạn nó một cơ hội nữa đi.
rồi mình tính tiếp. Thế thì quý cái đó. Thế là bằng mỗi lần lên tập diễn, mỗi lần các thứ là Châu đều ngồi đọc kịch bản, rồi diễn tới diễn lui, diễn với phó đạo diễn, diễn với trợ lý, diễn với Minh Hằng, thậm chí diễn với đạo diễn các thứ, cuối cùng quyết định chọn Châu. Vậy là phần xử lý đại từ mình xử lý kiểu gì? Thật ra thì cái đó là một trong những cái khâu mà nó quan trọng nhất đối với là một người diễn viên. Thì mình không thể nào mà mình có thể hoàn thiện được trong một thời gian ngắn. Nhưng ít nhất là ra phim trường thì em sẽ làm cho Châu thoải mái. Thứ hai đó là mình chỉnh sửa những cái lỗi, tại vì bản thân là hai cái giọng vùng miền á nó đã khác nhau, nên là mình sẽ nói là hạn chế ra những cái mà tông bị cao quá hay tông thấp quá. Thì lúc mà em hướng dẫn cho Châu diễn thì em sẽ không hoàn toàn dẫn dắt về cái việc là bạn sẽ phải diễn như thế nào, nhưng mà bạn sẽ phải đọc kịch bản như thế nào để cho khi người ta nhắm mắt lại không có thấy bạn diễn, nhưng mà người ta vẫn cảm nhận được biết được là cái gương mặt của bạn đang biểu đạt cái gì. Thì đó là những cái mà em đi vào trước cho Châu, chứ không dạy diễn, chỉ dạy nói. Nhưng mà những cái phân cảnh đầu tiên á là Châu còn khớp không, những cái phân cảnh đầu tiên khi mà đóng với những phân cảnh đầu tiên thì lúc mà ra phim trường thì cũng khá khớp. Và phải có một khoảng thời gian dần dần thì bản thân của em mới nhập vào vai rồi. Và đó là sự dẫn dắt của chị Hằng. Qua những cách diễn của bạn diễn với nhau. Và chị hướng dẫn em từ, không phải là hướng dẫn mà là chị đẩy cảm xúc của em, khiến cho em quên mất là quên mất mình đang diễn. Đấy, thì mình dần dần hòa vào nhân vật hơn. Chị cũng không phải là người mà theo dõi hết toàn bộ về mảng giải trí, cho nên là đôi khi là mình cũng không có nắm được hết, cho nên là chị không biết đây có phải là cái dự án phim ảnh lớn nhất của em hay không, hay là trước đó em có đóng phim nào chưa? Đây là một dự án phim chắc là lớn nhất của em rồi. Trước đây thì em có đóng một vai cũng là vai phụ, nhưng mà là một phim sắp tới sẽ chiếu, đó là phim điện ảnh của Thái Lan. Là Thái Lan kết hợp với Việt Nam. Như vậy thì gặp chị Hằng mà khớp thì cũng có thể hiểu được. Thì đấy, thì mình vẫn có thể biết được là tại sao đạo diễn còn áp lực nói chị em. Trời ơi chị ơi, chị nói ghê quá, chị yêu quỷ dữ vậy sợ. Nhưng mà em vào thành phố Hồ Chí Minh là mới đây đúng không? Dạ vâng. Là em vào để em đóng phim của chị Hằng hay là nó là một cái sự tình cờ? Hiện tại thì bây giờ em bắt đầu vào thành phố Hồ Chí Minh và em đang cố học diễn xuất để mình dần chuyển sang mảng làm diễn viên. Nói chung là Minh Hằng đã lỡ mời Châu vào cái web drama rồi, có nghĩa là cái vai diễn lớn nhất đầu tiên của em nó thì mình cũng dẫn dắt rồi, phải chịu trách nhiệm về cuộc đời diễn xuất của em đó nha. Trời ơi, chứ ăn nhậu gì mà sao mà trách nhiệm quá vậy ta. Vâng, và bây giờ thì chương trình xin được kết nối với trong khi chờ đợi để kết nối với bạn thính giả đang ở đầu dây bên kia thì muốn hỏi thêm một chút xíu thì Minh Hằng có chia sẻ là cái phim này mình làm cỡ như trầm trầm 6 tỷ. Dạ. Vậy thôi mình thêm xíu mình làm phim điện ảnh luôn cho rồi. Như chị biết là em khó tính, cực kỳ khó tính. Thì em muốn biết là liệu cái chủ đề của em chọn á là nó có được khán giả thích hay không. Từ trước đến giờ thì em cũng đầu tư khá là nhiều phim, nhưng mà với vai trò là nhà đầu tư nên mình không có nhúng vào cái tay sản xuất nhiều. Thì em nghĩ là nếu như bây giờ mình muốn làm một cái sản phẩm điện ảnh thì ít gì thì mình cũng phải biết được là A, B, C, D nó là cái gì. Thì mình mới có thể làm được một cái sản phẩm nó tốt được. Nên là tại sao mà em mừng, em vui là tại vì có rất là nhiều người bạn ở trong nghề coi cái web drama của em xong rồi nói là chị ơi không khác gì phim điện ảnh. Thì em mừng, thì ít ra thì mình đã đạt được cái tiêu chuẩn của phim điện ảnh một chút xíu nào đó, mặc dù đây là một cái dự án rất là nhỏ. Thứ hai nữa là em muốn test thử coi là khán giả có thích cái thể loại này hay không. Tại vì rõ ràng là giữa một cái thị trường một web drama thì rõ ràng phim của em nó hoàn toàn khác. Nó là một cái thể loại khác hoàn toàn mà em phải bỏ rất là nhiều thời gian từ cái việc sao effect, rồi một cái em với anh Vinh đều phải là đích thân ngồi làm từng cái tiếng sao nhỏ nhất để mà mang đến một cái hiệu ứng tốt nhất cho khán giả. Vì mình hiểu được là cái đối tượng khán giả của YouTube nó khác với là đối tượng của TV, nó khác với đối tượng của điện ảnh, thì tụi em phải nghiên cứu rất là nhiều để làm sao mà tiếp cận đối tượng nhanh nhất. Thì em nghĩ đó là một cái
việc mà em phải bỏ tiền ra để học. Và nếu như cái bài học này của em có thể tốt nghiệp loại tốt thì em sẽ không chần chừ một chút nào hết là sẽ có một phim bản điện ảnh ngay lập tức. Nhưng mà chị nghĩ là nếu mà có em ở trong cái phim là nó ăn rồi, không cần phải làm gì đâu. Rồi chưa kể có Châu đẹp vậy, đúng không? Mình làm đạo diễn mà một cái web drama gọi là phim YouTube thôi, nhưng mà dàn diễn viên vậy là mình cũng cảm thấy mình tự tin, đúng không Vinh? Không phải đâu chị ạ. Nói gì nói chứ vẫn câu chuyện, vẫn là diễn xuất, vẫn là cái quan trọng nhất. Đúng rồi. Chứ chuyện. Không phải diễn viên đâu phải mình bó hoa đâu mà cứ lên màn hình đi qua đi lại là phim ăn đó. Không, nhưng mà đối với chị mà diễn viên đẹp là chị thích rồi đó. Thế à? Chị dễ tính nha. Đôi khi cái phim nó dở xíu mà diễn viên đẹp là chị thích à? Vậy là phim mình không dở mà là còn đẹp. Đúng không? Vâng, bây giờ thì chúng tôi xin được kết nối với khán giả đầu dây bên kia. Alo. Alo. Dạ. Alo nha. Chào bạn, bạn tên gì nè? Mình tên là Thanh Ly ạ. Hả? Thanh gì bạn ha? Thanh My ạ. Thanh Ly đúng không bạn? My ạ. Thanh My. Dạ. Ồ, Thanh My. Vâng. Cái tên lạ lão hả chị? Hơi lạ em. Dạ. Rồi bây giờ là trong phòng thu thì có Minh Hằng nè, rồi có đạo diễn rồi là anh Vinh là đạo diễn, cũng như là bạn Châu là diễn viên nam chính luôn. Thì bây giờ em muốn đặt câu hỏi cho ai? Cho em đặt câu hỏi cho chị Minh Hằng trước nha chị. Rồi, bạn đặt đi nè. Dạ, chị Hằng ơi, thì sau khi em xem cái trailer cũng giống như là cái tập 1 của cái bộ phim Kẻ Săn Tinh đó, thì em có thấy những cảnh đánh nhau chạy rượt đuổi ở trong khách sạn rất là hoành tráng gì đó. Thì không biết những cảnh này là chị quay có rất mất thời gian và có lâu không chị? Rồi hỏi tiếp đi em, chị trả lời một lượt chị nhớ hết không? Chị nhớ chị dài lắm. Dạ, rồi một câu hỏi thứ hai cho chị nữa nha. Thì trước giờ em biết đó là thông qua là chị là một ca sĩ, cũng giống như là em đã mê chị từ rất là lâu, từ cái bản Một Vòng Trái Đất cơ. Thì đến hôm nay dạ, nhưng mà sau này được biết chị là có đầu tư vào sản xuất phim nè, thì chị có thể là cho em biết lý do quyết định lấn sân cái bản này á. Dạ, thì chị có nghĩ rằng đến một lúc nào đó chị không còn làm diễn viên nữa mà mình đứng sau hậu trường để mình là làm nhà sản xuất luôn hay không chị? Trời, câu hỏi sâu quá nè. Câu hỏi này là rất là nghiên cứu, tại vì không phải bạn nào cũng hiểu được cái quy trình nó như thế nào. Đầu tiên chị trả lời câu hỏi của em là cái cảnh đầu tiên ở trong phim ở trong khách sạn ha, là thật đó là cái cảnh đó là anh đạo diễn Vinh ảnh chỉnh sửa đó, thì ảnh muốn là cái cảnh đầu phim nó xuất hiện nó sẽ hoành tráng hơn, nó sẽ action hơn, để cho biết được cô này là một cô phóng viên không phải là dạng thường đâu, chỉ ngồi đó mà viết bài, mà là một cái cô phóng viên rất là xông xáo và không ngại khó và muốn truy tìm sự thật. Đó là lý do vì sao mà mình đã anh Vinh ảnh viết lại cái phân đoạn đầu tiên và quay trong khách sạn, như mọi người thấy là nước hết, ướt hết khách sạn luôn. Thế là mình phải đi tìm khách sạn nào mà cho phun nước, thì không có khách sạn nào cho cả, không có một khách sạn nào cho hết. Thì mọi người biết rồi, nhưng mà nếu như có cho thì phải một số tiền rất là lớn thì mình mới có thể làm được. Nhưng mà cái đó mà số tiền lớn rồi phục hồi cũng mệt cho khách sạn. Đúng rồi, rất là khó. Và kể cả là khách hàng ở đó ngồi họ cũng không có đồng ý nếu như mà mình đi quay mà mình ồn ào nguyên khách sạn của người ta. Thế là mình phải giả cảnh. Đó là một cái resort, đúng không anh? Cũng một cái resort, cũng là một cái khách sạn, nhưng mà nó ở hơi vùng xa xa một tí xíu. Thế là mình phải lắp tất cả cái hệ thống nước từ ở trong phòng đi ra tới hành lang, lắp hết, mình làm bằng tay hết, phải cho bộ phận của bên mình thiết kế làm hết để mà hoàn thành được cái cảnh đầu tiên nó ấn tượng như vậy. Ủa mà ai nghĩ ra cái vụ nước đó vậy? Dạ, đây. Đây, đầu diễn sao em mát dữ sợ không, luôn. Không. Chẳng những nước mà còn khói nữa. Tại vì phim điện ảnh người ta còn ngại mấy cái cảnh đó mà. Tại sao em lại làm như vậy? Trời ơi, rồi giờ khách sạn còn cập lên không em? Em chịu chơi. đạo diễn nói rằng cái một nốt nhạc em chơi luôn. Em nói ok hay là em chơi. Nên là sẽ có rất là nhiều người nói là nó không có real, nó không có thật. Em cũng đọc một cái comment ở trên YouTube, nó là nó không có thiệt. Nhưng mà thật ra là phim ảnh có những thứ mà mình sẽ đôi khi là bạn không có trải nghiệm rồi, nhưng mà thật sự là chưa chắc là nó không có thật, nó vẫn có đâu đấy đấy. Nhưng mà em cứ làm. Em xong rồi mọi người hay nói là trời sao làm vậy đó, phim tôi thích làm gì tôi làm. Nói vậy là kiểu như là phục hay phục, không phục thì cũng thôi, đúng không? Nhưng mà đó là một trong những cảnh mà em rất là thích, mặc dù nó tốn kém nhưng mà mình cảm thấy nó đạt cái hiệu quả về cái hiệu ứng. Rồi câu thứ hai luôn. Câu thứ hai là tại sao mà em lấn sân qua cái mảng sản xuất?
Vì giống như nãy là bé nó có hỏi á, là chị ơi sau này nếu mà chị đóng phim nữa thì chị sẽ đứng sau không? Đúng, đó là một trong những cái mục đích của em. Tại vì nghề diễn viên là giống như chị nói phải đẹp. Diễn viên đẹp thì mọi người tha thứ, rồi sau này mình già mình bớt đẹp đi nha, thì mình sẽ đứng sau. Ủa diễn viên tuổi nào đóng phim không được em? Nhưng mà cái tuổi đó mình ít vai đi, thì bây giờ mình còn đang có tuổi lúc đó em đóng vai phản diện. Vâng, ừ. Rồi vai mẹ. Đúng rồi. Vai bà ngoại. Vai bà nội. Đúng. Đó. Vai bà bụt xuất hiện. Nói chung là vẫn có vai, nhưng mà không phải là vai chính nữa. Sẽ chỉ là một phim, chỉ là một vài phân đoạn thôi. Còn vai chính là mình xuất hiện nguyên một phim. Đó là khác, hiểu không? Nên bây giờ mình phải chuẩn bị một con đường mà mình vẫn có thể làm được cái công việc mình đam mê. Đó. Mà cái con đường này thì là một con đường nó khá là hay, nhưng mà nó cũng tốn kém rất là nhiều. Nó tốn kém về cái việc mình học hỏi, nó tốn kém về mặt vật chất, nó tốn kém nhiều thứ, nên đồng nghĩa với việc là em phải chịu khó hơn rất là nhiều. Mà bạn ơi, cho Kim Anh hỏi là bạn thấy là bạn thích Minh Hằng ở cái vai trò gọi là làm nghệ sĩ để bạn chiêm ngưỡng mỗi ngày, hay là bạn thích Minh Hằng đứng ở phía sau cái sản phẩm hơn? Dạ em vẫn thích chị Minh Hằng à, tại vì dạ em đã thích từ lúc mà chị ấy làm ca sĩ mà chuyển sang đóng phim thì cũng rất là dễ thương. Cái cách diễn rất là tự nhiên, rất là thích ạ. Nhưng mà không, ý là sau này là chị rút và chị làm ở phía sau thôi, không xuất hiện trên màn ảnh, không đi hát nữa mà chỉ đứng phía sau thôi, bạn có thích vậy không? Dạ không chị ơi, em vẫn thích chị Minh Hằng thực hiện hơn, tại vì nãy giờ em cũng nghe nói là thì lứa tuổi nào cũng có nhiều vai mà chị nghe đâu cũng nhận thank you em, trời ơi an ủi quá em ơi. Không yên tâm đi, mình có đội ngũ fan, khi mình lớn tuổi lên đó thì dạ, fan mình rồi, cũng già rồi. Đi mà đúng rồi, anh đi theo chị ạ. Dễ thương dễ sợ đó, đó là một trong những cái mà mình nghĩ là mình sẽ không bao giờ mà mất đi cái nhiệt huyết trong nghề, tại mình nghĩ là trời mình làm rồi cuối cùng cũng sẽ có những người hiểu được là mình đang muốn cái gì, làm cái gì. Nên là thank you em rất là nhiều đã ủng hộ rồi yêu thích chị đây chắc là hơn 10 năm. Tại vì một vòng trái đất rồi tới bây giờ là hơn 10 năm á. Lâu lắm rồi luôn. Đừng nói nữa em buồn. Dạ chị ơi. Dạ chị ơi. Rồi bạn còn câu hỏi nào nữa cho Châu cũng như là cho Vinh không ha? Chắc một câu hỏi tiếp theo cho em hỏi anh Châu đi ha. Dạ. Thì anh ấy cho em hỏi là em có coi tập 1 á, thì em chưa thấy sự xuất hiện của anh á, thì không biết là cái vai trò của anh là có nhận sự bùng nổ sau này hay là một cái gì đó rất là hoành tráng hay sao mà em chưa thấy cái vai của anh à? Trước tiên thì anh xin gửi lời chào đến em nhé. Thì là vai diễn của anh thì tập 2 anh bắt đầu xuất hiện, nó như kiểu một ẩn số nào đấy thì nhưng mà cái vai mình vai kiểu gì mình sẵn mình giới thiệu luôn đi. Một anh chàng như thế nào? Chàng trai này trong vai thì cũng có nhiều tính cách, đa nhân cách ha. Sau mỗi một tập thì cái tính cách của chàng trai này sẽ thể hiện từng tập một, và sẽ có những điều bí ẩn đằng sau đấy thì mọi người cùng nhau theo dõi. Thì đấy là một câu hỏi bí mật. Chắc sợ spoil phim không sao đâu. Em nói đi, em nói. Ok, vai thực ra là viết cho cái chàng trai này thì rất là dễ thương, rất là một người yêu đời, yêu cuộc sống này. Nên là tại sao mà lại chọn một cái chàng trai mà có một cái tính cách mà rất là dễ thương, ấm áp trái tim như vậy để làm gì? Thì để sưởi ấm được trái tim của Khánh Hạ. Và đòi hỏi, tại vì thực ra đóng một cái vai khu ngầu á nó dễ hơn đóng một cái vai mà dễ thương, mà mọi người thấy dễ thương. Nhưng mà để dễ thương thì rất là khó. Mà đôi khi nếu như mình không thực sự dễ thương thì nó hơi bị kiêng cưỡng. Đó, nên là cái mà anh Vinh và Hằng hướng đó Châu ngay từ đầu á, là thực sự là Châu phải làm sao cho người ta thương được cái nhân vật của Châu. Thực ra là nếu như một vai này của Châu một người chuyên nghiệp diễn ấy, thì em nghĩ nó không khó đâu. Nhưng mà nếu một người mới mà để biết là mình làm khúc này khán giả cái điểm rơi đó khán giả họ sẽ thích hay không, thì những người mới thì họ lại không biết điều đó. Nên là mình càng nói nhiều về cái phần mà kỹ thuật Châu càng hoang mang. Châu càng không hiểu vấn đề gì. Nói thật ra là trong phim có những đoạn mà khu ngầu thì Châu đóng rất hay. Anh Vinh có nói đoạn này diễn hay nè em. Em nói đúng rồi, tại ngoài nó khu ngầu mà anh, nó đâu cần diễn đâu, nó là dễ rồi. Còn nếu mà đóng những cái đoạn mà kiểu như là phải dễ thương, phải làm cho cái cô gái này, phải chinh phục trái tim cô gái này, thì bạn ấy là chưa có kinh nghiệm để làm. Mà Vinh thấy sau khi mình coi hết luôn cái phần quay, mình thấy dễ thương được không em? Càng ngày càng dễ thương. Càng ngày càng, nhất là ngày cuối cùng. Trời đất ơi. Mình cuối cùng mới ngộ ra. Cuối cùng mới dễ thương. Chết rồi, sao? Vậy là trước ngày cuối cùng sao? Trước ngày cuối cùng thì mình cứu chứ sao? Căng quá, căng quá. Nhưng mà nói chung là nghe Hằng chia sẻ như vậy thì bạn phải chờ xem từ tập 2.
Rồi bạn để coi bạn thấy là bạn Châu như thế nào, có dễ thương thật sự hay không. Nếu mà không dễ thương thì bạn nhớ comment ở trong cái phần YouTube á, em thấy vẫn chưa dễ thương được không bạn ha. Alo. Dạ em có nghe rồi ạ. Rồi. Rồi được chưa? Hay là muốn hỏi thêm chị Hằng gì nữa không? Dạ, cái em hỏi anh Vinh đi ha. Ok. Dạ, thì anh ơi, anh có thể là chia sẻ trong quá trình quay phim á, thì anh có ấn tượng hoặc là anh có những cái công việc, những điều thú vị gì với chị Minh Hằng của em à? Rất nhiều thú vị với em. Dạ. Quá trời cái thú vị luôn á. Cái thú vị nhất là cái sức khỏe của Hằng. Anh phải nể cái sức khỏe của Hằng. Đoàn phim 5 giờ có mặt, Hằng cũng 5 giờ có mặt. Dạ. Đoàn phim 12 giờ đêm, thậm chí 4 giờ sáng về, Hằng cũng 12 giờ đêm, 4 giờ sáng về. Sáng ngày hôm sau 7 giờ sáng vẫn ra diễn khỏe như trâu vậy. Hằng ơi em khỏe với Hằng. Hay là cảnh này em không có quay, em ngồi nghỉ chút xíu đi. Mình giật tít luôn là Minh Hằng được đạo diễn khen khỏe như trâu. Không, mà cái đó là thực sự là mọi người cũng có nhiều người hỏi em. Giống như bạn tài xế của em là nó chở em tới thôi, xong nó bắt giọng nó ngủ. Ngủ tới lúc mà đi về thì nó mới đi về thôi. Mà nói em vẫn mệt, mà sao em thấy chị đi tới, chị đi lui, chị đi xuôi, chị ngừng, chị diễn, chị đấm sao mà chị vẫn được. Em nói giỡn, thử mỗi ngày bỏ răng đóng tiền để tỉnh không? Phải tỉnh thôi. Những cảnh mà Hằng không có quay á, mình bắt cái ghế nó thôi. Bạn hiện trường bắt ghế nó thôi, Hằng nằm nghỉ chút xíu đi rồi khi nào tới cảnh Hằng ra quay. Không, tả xung mũ độ, cầm kịch bản ra, cầm loa ra, thúc mọi người làm việc, thúc mọi người tập diễn viên diễn tiếp phân đoạn sau. Đạo diễn khỏe nhất ngồi bắt ghế ngồi xong. Ôi mập. Không, thật ra là áp lực nó làm cho người ta mập hơn đó em. Đó, thiệt mà, cái này chị kinh nghiệm lắm. Rồi, được chưa bạn ha? Dạ. Em có thể hỏi chị Minh Hằng một câu nữa không chị? Được thì em chị. Dạ, hỏi chị hỏi câu cuối nha. Giờ dạo gần đây thì em ít thấy chị ra sản phẩm mới á. Thì hiện nay thì có nhiều ca sĩ trẻ đang lên đó, thì ra rất là nhiều MV và đầu tư rất là chỉnh chu. Thì không biết dự định của sắp tới của chị có ra một cái MV hay một cái ca khúc mới nào không chị? Yeah, thank you em. Làm cái MV 10 tỷ đi. Làm không? Cười rồi, cười rồi. Chặt dữ gì luôn á hả? Chắc biên bưng ekip qua Mỹ quay quá. Ráng xài cho hết 10 tỷ. Thật ra là trong cái web series của chị á, chị có nói công bố ở trên báo là chị có làm 9 cái album mà nó 9 sẽ... album hay là 9 bài? Đúng, 9 bài lộn, xin lỗi trời. 9 album ghê dữ không? 9 album là phải 49 bài. Chắc dễ hay 100 tỷ. 9 bài hát nằm ở trong cái web series lần này. Và sau khi mà chị chiếu xong hết tất cả 6 tập phim thì chị sẽ bắt đầu tung album ra và đo lường được là cái ca khúc nào mà được yêu thích nhất trong trong cái album đó thì mình sẽ bắt đầu là sản xuất tới phần MV. Mà lúc đó còn phụ thuộc vào là có xin được tài trợ nhiều hay không. Tài trợ càng nhiều mình càng làm nhiều MV. Ủa tức là bây giờ là chưa luôn á hả? Dạ đâu có, em chưa quay luôn á, tại vì em đợi là xong hết, chiếu xong hết phim thì bắt đầu là mình mới ra mới quay. Ủa chị nghĩ là thứ nhất là cảnh phim là mình có thể lấy được để mình xài không? Thì cũng có, nhưng mà thật ra là cái concept bây giờ là mọi người giống như mọi người cũng thấy á, là MV của Việt Nam mình nó rất là chú trọng về concept. Mà nếu mà mình đã tái sử dụng tất cả những cảnh trong phim thì maybe là mọi người sẽ không có click vào coi, tại vì nó bị cũ rồi, cái hình ảnh nó bị cũ và mỗi một cái MV thì nó phải có một cái concept khác nhau. Nên là em phải có một cái kế hoạch riêng dành cho một cái album OST. Và cái thể loại album thì là cái thể loại indie, là một thể loại rất là trend, rất là trẻ. Wow, em có hát chung hôn chưa? Em không. Sao không cho em nó hát một câu đi? Ủa vậy hả? Ừ, cho em nó hát một câu vô. Thực ra là trong phim thì em cũng có hát đó. Thì mọi người mà có thể xem phim thì mọi người sẽ biết rằng em hát hay như thế nào. Ừ, đó, nên coi phim. Rồi biết hiểu là tại sao em quyết định như thế đó. Rồi, tập 2 nha mọi người. Sẽ phát sóng vào thứ 6 hàng tuần trên kênh YouTube của Minh Hằng. Thứ 6 ngày mai đó. Rồi, được chưa nè bạn ha? Dạ thì chắc thời lượng chương trình mình cũng có hạn thôi, em hỏi vậy là được không chị? Rồi, cảm ơn bạn rất là nhiều nè. Rồi thì trước khi em chúc máy thì em xin chúc đồng phim mình thành công, cũng như là lại về mặt thần tượng của em á thì ngày càng trẻ đẹp và thành công trong mọi lĩnh vực ạ. Thank you em rất là nhiều nha. Cảm ơn em. Rồi, cảm ơn chị ạ. Rồi, cảm ơn bạn rất là nhiều và chúng ta sẽ kết nối với bạn thính giả tiếp theo. Alo. Dạ alo ạ. Rồi, bạn ơi, tên gì nè? Dạ em xin chào ban biên tập của chương trình và
cái vị khách mời em là Mỹ Duyên, em ở Vĩnh Long ạ. À rồi Mỹ Duyên Vĩnh Long, thì bây giờ trong phòng thu là có Minh Hằng nè, rồi có đạo diễn Dương Hoàng Vinh cũng như là diễn viên Lâm Bảo Châu nè. Bạn muốn đặt câu hỏi cho ai nè? Dạ cho em hỏi chị Minh Hằng trước đi, tại vì chị là thần tượng của em. Yeah. Rồi, đặt câu hỏi đi ha. Dạ. Dạ em có xem tập 1 web ra mà là Kẻ Xinh Tinh, thì em thấy là có rất là nhiều khách mời là nghệ sĩ nổi tiếng như là anh Trấn Thành nè, chị Minh Dương Lan Ngọc nè, Trương Phạm nữa. Vậy thì có phải là chị chơi thân với mấy anh chị nghệ sĩ đó lắm không ạ? Còn câu hỏi nữa không? Dạ với lại là em thấy chị chơi thân với chị Khả Ngân nè, chị Linh đó. Em thấy là chị Khả Ngân là có xuất hiện trong phim rồi đó. Chị Hoàng thì Linh thì có tham gia phim của mình không chị? À ok, rồi chị trả lời ha. Chị rất là may mắn khi mà cái dự án web drama này của mình mà bắt đầu bấm máy rồi thì mình bắt đầu mình mới gọi các bạn celeb, rồi các anh chị diễn viên, rồi các bạn mà giống như em thấy là anh Trấn Thành nè, rồi Ninh Dương Lan Ngọc, rồi Chun Phạm, rồi nói chung là tất cả các anh chị đều rất là hỗ trợ chị luôn. Đông Nhi nè, rồi Unify nữa. Hôm bữa ngày họp báo là của chị là Đông Nhi là mang em bé đi tới buổi họp báo luôn đó. Nên là thực sự là mình cảm thấy rất là cảm kích khi mà mọi người đã ủng hộ cho cái dự án lần này, cũng như là trên tinh thần là vô cùng support. Tại vì thật ra là tuy là chị không có nhiều tiền nhưng mà thật ra là chị cũng có chuẩn bị một cái khoản thù lao dành cho các anh chị, giống như tiền xăng, tiền cổ này kia tới, tại vì quay cũng khá là lâu á. Nhưng mà không một ai lấy tiền hết. Tức lúc mà mình có ekip đưa tiền á thì họ sẽ Trấn Thành hay là Lan Ngọc với Chu nó đi thẳng tới em nè, để dành tiền làm phim bao nhiêu ra đủ mới cho tôi hả? Chị rất là dễ thương. Kêu để dành tiền làm phim đi, em biết phim này chị đầu tư rất nhiều tiền và em nhìn thấy được là những cái nó sẽ còn sẽ ra sao nữa. Và không một ai lấy tiền của em hết, nó rất là dễ thương luôn. Mấy mốt em đóng lại thôi. Thì đó thì em cũng nói mà. Rồi sau này mọi người có làm web drama thì em sẽ làm trâu làm mọi lại cho mọi người nha mọi người. Đó. Rồi như vậy thì còn Hoàng Thị Linh. À Hoàng Thị Linh thì thực ra lúc đầu cũng có một vai dành cho Hoàng Thị Linh, nhưng mà cái thời điểm đó là cái Hoàng Thị Linh đang bận quá, đang hot quá. Cái album Mỹ đang rất là hot, xong rồi đi diễn quá nhiều và không có thời gian để quay. Thứ hai nữa là lúc đó là Hoàng Thị Linh sức khỏe cũng đang bị yếu. Cái thời điểm em quay là thời điểm mà Linh hầu như đang ở trong bệnh viện hầu như là một tuần lễ. Nên là em nó cũng nhắn tin là chị ơi em rất là muốn tham gia giúp chị, nhưng mà em bệnh quá nên là không có thể mà tham gia được, nên là mình sẽ giúp bằng cái dịp khác. Rồi bạn, bạn coi như vậy trong cái tập 1 bạn thấy cái tạo hình của ở Minh Hằng như vậy bạn có thích không? Dạ cực kỳ thích luôn, chứ không phải là thích rồi chị. Cực kỳ thích. nhưng mà tại vì Kim Thanh đó, thấy cái tạo hình đó Kim Thanh thấy ngạc nhiên lắm, tại vì á mình không biết là sao phóng viên ăn mặc phong cách dữ vậy. Phóng viên ngoài có ai ăn mặc vậy đâu. Vậy nha, em làm việc với phóng viên 10 năm nay rồi, em thấy là sự biến đổi phong cách của phóng viên bây giờ rất là trendy, giống như chị Kim Thanh. Ô chị đâu có mặc đồ giống như trong trailer, trong poster của em đâu trời. Nhưng mà hồi nãy em vừa đi làm ở một cái tờ báo rất là lớn, và tất cả các bạn phóng viên bây giờ đều mặc đồ rất là trend. Quần ống rộng, áo crop top và áo sơ mi khoác ngoài, không khác chút tạo hình nhân vật của trong phim. Nhưng mà đâu có đánh đấm cái kiểu như em mặc cái kiểu ghê lắm. Đánh đấm hả? Trời, phóng viên nhát đừng chết. Ý không dám đâu, phóng viên mà nhát, phóng viên không hề nhát. Em ơi, em có biết là phóng viên là một trong những ngành nghề mà chị rất yêu thích. Thứ nhất là bản lĩnh, thứ hai là để cho người khác khiếp sợ mà nói ra những câu mà để mà bói được thông tin là không hề đơn giản đâu nha em. Và thứ ba là tất cả những thông tin mà trên báo đài hoặc là những cái bộ phim mà lấy ý tưởng từ ở trên phim thì đều lấy từ thông tin của phóng viên. Nếu như phóng viên không nằm vùng, phóng viên không đưa ra những cái chuyện đó thì đâu ra thông tin, đúng không? Tại vì mình làm mảng giải trí thì mình sẽ không có phải nằm vùng. Còn tất cả những mảng còn lại về mảng xã hội, về mảng chính trị hay gì đó thì phóng viên đều có những kỹ năng riêng và rất là gan dạ. Nói chung là đồng ý đúng không? Nói chung là nói tới cái câu chuyện phóng viên thì lát chị sẽ cãi với em tiếp. Ok. Rồi bây giờ để dành thời gian cho các bạn nè, bạn hỏi tiếp đi nè. Cho em hỏi anh Vinh đi. Dạ. Rồi. Dạ em hỏi là anh đã gặp gỡ chị Minh Hằng như thế nào, và trước giờ thì em thấy là chị Hằng thường đóng mấy cái vai cute hoặc là trong mấy phim tình cảm thôi. Rồi anh thấy là chị Hằng diễn và hành động thì như thế nào ạ? Rồi. Thì hồi nãy anh cũng đã nói rồi đó, anh với Minh Hằng thì cũng chắc anh em cũng đã biết nhau lâu rồi nhưng mà chưa có duyên làm việc thôi. Thì cái phim của Minh Hằng thì Minh Hằng tuyển chọn, theo anh biết thì tuyển chọn rất là nhiều đạo diễn chứ không phải là Minh Hằng gặp ai cũng muốn mời làm.
Ví dụ như là có những anh đạo diễn rất là nổi tiếng như anh Vũ Ngọc Đảng hay là anh Dũng, là sao Hằng không mời mà anh Vinh đó, thì Hằng có gửi kịch bản cho anh Vinh xem, thì sau đó hai anh em ngồi gặp để mà nói chuyện với nhau thôi chứ chưa mời gì cả, chưa nói gì cả. Thì sau khi nói chuyện thì cảm được, Hằng cảm được anh Vinh là hiểu được kịch bản của Hằng, hiểu được cái Hằng mong muốn và hiểu được cái cách thể hiện của phim này đó. Thì sau đó hai anh em mới kết hợp tiến tới những công việc tiếp theo. Còn cái việc mà em hỏi Hằng đóng hành động như thế nào đó thì anh cũng bất ngờ đó, anh cũng bất ngờ khi mà cái phim này Hằng rất chú trọng như hành động, tại vì có thể là Hằng xây dựng một cái hình ảnh, nhưng hình ảnh của Hằng sẽ khác đi. Trước giờ Hằng đóng những vai dễ thương nè, vai lãng mạn, vai tình cảm, nhưng mà riêng cái phim này anh thấy Hằng tập rất nhiều về cái võ thuật. Trước khi quay phim là Hằng tập cả tháng trời đó. Đó, thì sau khi cái phim phát sóng xong, sau khi anh dựng xong thì anh thấy ô, Hằng khả năng tương lai chắc là vào những vai hành động rất là dữ dằn đây. Tại Hằng Hằng không muốn vào vai hành động đúng không? Chứ mà trước giờ thấy là Hằng luôn có một cái năng lượng rất là trẻ trung, năng động và nó rất là phù hợp với cái kiểu đó. Nhưng mà trước giờ hình như là do mình chủ động không nhận những cái dự án vậy đúng không Hằng? Không phải đâu, tại vì thật ra em cầu toàn, tại vì em nghĩ là lúc đó là mình rất là năng động nhưng mà chưa chắc là mình có thể đánh võ tốt, tại vì cái đó phải cần nhiều kỹ năng. Và khi mà em bắt tay vào viết kịch bản của cái kẻ săn tinh này là em đã bắt đầu đi học boxing rồi, là Chị có trong thấy, đó là mình đã đi tập boxing rồi. Thì trong lúc mình học á, mình biết là là mình biết là mình sẽ có thể viết được tới bao nhiêu, mình có thể làm được bao nhiêu. Đó là khi mình lúc mà mình biết được làm bao nhiêu thì mình mới có thể là mình viết thoải mái, viết tung hoành, viết tung tẩy luôn. Còn nếu như mình biết là mình không biết làm như thế nào, tại vì em thấy là phim hành động không phải là dễ đóng đâu. Mình phải cần, thứ nhất là cần sức khỏe rất là nhiều. Đôi khi là mình có thể đánh đẹp nhưng mà đánh bền mới là cái quan trọng. Tại vì có thể là đánh từ sáng tới tối. Đúng rồi, có thể đánh từ sáng tới tối, mà đánh là em Đánh nhớ từ khuya đến sáng luôn. là hôm cái cảnh là đánh từ khuya đến sáng, mà em cứ nằm ở dưới nền suốt, mà có nghĩa là sau phim đó là em bị ho và bị anh làm một một tháng trời không hết. Nói chung là bạn thấy Minh Hằng ở bên ngoài á, có vẻ là một cô gái rất là yếu đuối, body nhỏ nhắn rồi nhìn gầy nhìn đẹp rồi nhìn rất là tiểu thơ này nọ, chứ trời ơi, bạn thử đụng vô cái đi, chát Có lắm. muối 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 có muối luôn nha. Có, nghe nói là có số 11 đó bạn. Đó rồi có muối nó ghê lắm, đụng vô cái là tan xác rồi. Nhưng mà thật ra là Châu với Hằng nè, ai đánh hành động giỏi hơn? Vinh hả? Thực ra trong phim này thì Châu hành động không có nhiều đâu. Những cái hành động của Châu nó mang tính chất là vụt về. Tức là Hằng đang bị vô một cái thế gì đó gọi là nguy hiểm thì Châu chạy ra cứu, nhưng rất vụng về. Từ cái vụng về của Châu cứu được Hằng. Trong cái hành động của Châu nó hơi một tính chất hài hước, hơi trẻ con một tí. Chị đang tự hỏi là ở ngoài mà tập, mà gọi là đi tập gym á, là ai tập nặng hơn đó chứ? Tại Hằng tập rất là ghê đó. Em biết là ta Hằng tập dữ lắm á. Thế ạ, nhưng mà thực ra thì ở ngoài em cũng tập võ, và khi khi mà em nhận cái vai mà em không được Không đánh không võ. không đánh võ mà Tức là một người rất là chuyên võ mà phải vào cái vai là vụng về. Thế là cũng khó đúng không? Đúng rồi. Nhìn chị Hằng đánh rất là sướng mắt đấy, để chị đánh đánh rất là chuẩn, rất là đẹp, nên khi mà em cũng đã từng có một thời gian đi tập là nên em biết được là những miếng đấm hay là tất cả những cước quyền hay như thế nào đấy của chị Hằng tung ra đều rất là chuẩn. Em đánh giật máu mũi cascader luôn đúng. mà. Ôi Em xem xong là rồi em Hằng sợ quá, luôn. Hằng quá. Anh đánh xịt máu mũi cascador, chảy máu mũi nằm 1 tiếng đồng hồ luôn. Rồi bạn đó giờ tinh thần vẫn ổn đúng không ạ? Dạ vẫn ổn hơn rồi. Nhưng mà bây giờ mình mới có 1-2 tập thôi, mình chưa có biết cụ thể những cái mảng miếng hành động nó như thế nào. Thế thì mình có thể chia sẻ trước là với mọi người á, là cái phần hành động, cái cảnh nào là hấp dẫn nhất trong suốt 6 tập? Nằm ở tập mấy anh? Mình nằm ở hành động, mình nằm nhiều nhất ở Tập tập 4. 3 và tập 4. Tập 4. Tập 3 là hành động chủ yếu là rượt đuổi, rượt bắt. Cái đó, cái cảnh đó chi tiết thì sao, rượt đuổi xe hay tàu thì của em em đuổi người mà chỉ được đuổi bằng xe thôi, nhưng mà em đuổi người. Cảnh đó là đạo diễn không nghĩ là em làm được, mà em làm được trong vòng test đầu tiên. Có nghĩa là đổi người, bạn một cái bạn nam đang lái xe là bạn này lái xe, em đang ngồi phía sau, là em choàng người qua em đổi xe. Ủa là em đổi thiệt luôn á hả? Là đổi em đổi thiệt thiệt đó chị, 100%, 100%. không có cascade, không có gì hết. Wow, ủa làm sao mà đổi được ta, trời ghê vậy. Là đang ngồi xa em đổi ra đúng trước rồi, luôn, đúng em đổi rồi, ra xe đang chạy luôn, xe xe đang đang chạy chạy luôn, chạy rất vận tốc cao nha, chứ không hề chạy không vận quay tốc. kỹ xảo gì hết.
Trời, không quay phong kia em gì làm hết. Được vậy luôn á hả? Em làm được vậy luôn á. Em có tập trước không? Em có tập trước 3 lần. Tập tại hiện trường. Tập tại hiện trường, tập liền tại chỗ và quay tại chỗ. Trời, ghê vậy, sao em làm được hay vậy? Thực ra là trong võ thuật hay trong cái gì đều có những cái basic, những cái kỹ thuật đơn giản, đó là mình biết giữ thăng bằng. Là khi mà mình biết giữ thăng bằng rồi thì mình có thể làm được tất cả mọi thứ. Nên là em cũng đã chơi mấy cái trò chơi mà cũng nhắc mạnh là thả dù rớt xuống rồi đó. Khi mà em chơi thì em có nhớ một cái này rất là vui, đó là em đi qua Las Vegas em chơi. Thì nhìn em trai của em nào cao 1m84, nó rất là to, xong mà em nhìn chút xíu này, xong rồi mấy cái người mà ở trong đó thì họ rất là lo cho mình, tại mình chơi cái trò đó rất là nguy hiểm. Xong cuối cùng em trai của em không bay được gì hết, con mình em bay được thôi. tại vì cái mình phải giữ được cái form, mình phải giữ được thăng bằng, cái tập võ hay là tập cái gì cũng vậy, nếu mà mình biết điều khiển được cơ thể của mình thì mình có thể làm được tất cả mọi thứ. Trời, bữa nay em làm chị sợ em luôn rồi đó nha. Minh Hằng mai mốt không dám đến gần luôn á, rủi có gì sao không muốn một phát, trời sợ quá. Rồi bạn có câu hỏi gì tiếp theo nè? Cho em hỏi anh Châu một chút à. Anh Châu thì em biết anh Châu qua chương trình Tình Yêu Hoàng Mỹ, là rất là thích người của anh Châu luôn á. Wow, chị sorry là chị không biết vụ này nha, bây giờ chị mới biết nha. Wow, Tình Yêu Hoàng Mỹ là lên trên đó toàn là trai đẹp không đó. Thả thính không không chị? Ừ, thả thính không đó. Vậy em có thả được ai không? Em không thả được ai cả. Hay hiểu rồi hả? Thực ra là chương trình đấy là mình sẽ ngồi ở đấy và sẽ có những bạn nữ đã có tình cảm với mình rồi và họ tham dự chương trình để họ có một không gian để tỏ tình với mình. Rồi ai tỏ tình với em, bao nhiêu người tỏ tình với em? Trong 8 số thì mỗi số sẽ có một người lên tỏ tình với tất cả các bạn ở trên đấy. Thế thì em được nhận bao nhiêu lời tỏ tình? Em nhận được một. Thì mỗi người được nhận một người mà. Đẹp không em? Xinh không? Xinh không? Bạn nữ đấy thì cũng khá là xinh xắn dễ thương. Và cái điều bạn ấy lên là một trẻ, bạn ấy rất là chân thành lên tỏ tình với em. Chân thành như chị Hằng không em? Em đổi sắc mặt đi. Mà quay mình có khi nào mình thả thính giống giống như trong Tình Yêu Hoàng Mỹ không? Trong Tình Yêu Hoàng Mỹ thì khi mà em tham dự chương trình thì em không có thả thính. Tại vì em bị ta thả. Các bạn nữ sẽ lên thả và thực ra là em thì khi mà tham gia game show đấy thì em muốn một cái gì đấy chân thành nhất. Nên là em khi mà bạn ấy lên tỏ tình với em ấy thì bản thân mình cảm thấy là mình chưa có đủ tình cảm dành cho bạn ý, nên mình cũng không muốn tạo một cái cơ hội gì đấy để cho người ta đỡ tổn thương. Đúng, đỡ tổn thương. Cũng thuộc dạng picky đó, cũng khó tính đó. Vậy là em cũng phũ phàng lắm. Không vũ vàng. Một cái đấy là mình nhìn nhận là sự thật chứ chị. Nhưng mà vậy thì em đóng với Hằng thì em thấy như sao nè, em có lúc nào bị rung động gì không? Hằng đừng nhìn chị. Em sẽ không nhìn. Em nói thật đi, chị nghe tai phone thì chị không nghe, ổn vẫn nghe. Rung động chứ chị. Chị ở rung động theo chị Hằng rất là dễ thương. Và khi lúc đầu thì khi mà hai chị em chưa có gặp nhau và khi mà đến lúc mà làm việc với nhau và quay, trong quá trình quay với nhau thì càng đóng thì em càng thấy là chị Hằng không chỉ là một người xinh đẹp mà chị còn dễ thương, có cả tính mạnh mà. Những cái điểm mà những cá tính của chị ấy khiến cho mình khá là thu hút. Đó. Giờ còn không em? Còn chứ chị. Rồi, kiểu này là phải có phần 2 thôi Hằng ơi. Và đó là chị hỏi là Lê Xuân Tiền khi mà đóng cái Già Tấm Chiêu với Ninh Dương Lan Ngọc á, chị nói là trời, cảnh thân mật quá nhiều, là em có bao giờ em có rung động, có tình cảm không? Có chứ chị, em rung động thật sự luôn á. Cái đó là cái chuyện không thể tránh khỏi nếu mình có tương tác cùng với nhau. Đúng rồi. Quan trọng là mình sao phim thì như thế nào thôi. Rồi, ủa nhưng mà câu hỏi của bạn dành cho Châu là gì? Bạn hỏi gì giờ dành cho Châu nè bạn ha? Dạ, em được biết là anh Châu không phải là diễn viên chuyên nghiệp. Thì khi anh tham gia bộ phim này á, anh có cảm thấy áp lực không? Cảm ơn câu hỏi của em. Khi mà anh tham gia bộ phim này anh khá là áp lực, nhưng mà khi mà nhận được một cơ hội
đến với mình thì anh cố gắng hết sức để có thể nhận được vai diễn của chị Hằng. Và rất là may mắn là anh có được sự trợ giúp của anh Hoàng Vinh. Anh cũng chia sẻ và anh cũng chỉ cho Châu rất là nhiều. Không những là khi mà lên phim trường thì anh Hoàng Vinh có anh là một người rất là sáng tạo. Anh ấy sẽ nghĩ thêm một số miếng để cho diễn viên để cho cái phân đoạn đấy sẽ hay hơn. Đấy, và em đã học được rất nhiều của anh Hoàng Vinh một số những cái mà khiến cho cái phân đoạn và nhân vật của mình thể hiện một cách hay nhất có thể. Và đấy, sau cùng thì cũng áp lực, nhưng mà sau cùng thì một thời gian thì Châu cảm thấy thoải mái, Châu hòa được mình dần nhập vào nhân vật nhiều dần hơn. Thì mình cũng bớt dần cái áp lực đấy. Và mọi thứ sẽ tốt hơn. Nhưng mà chị nghĩ là Hằng phải nên huấn luyện Châu thêm đi, tại vì thấy là Châu vẫn còn khá là nhát nhút nhát đó. Đúng rồi. Đúng. Tại vì bản thân là Châu cũng là người sống rất là nội tâm, ít khi mà kiểu như là sẽ là người nói nhiều, sẽ không phải là người mà kiểu mà dễ dàng chia sẻ. Nên là cái cách mà để mà Châu mà có thể chôn cùng với lại mọi người thì cũng phải là nhẹ nhàng hơn, cũng phải biết dẫn dắt cho Châu hơn. Ví dụ là nếu như một người đầu tiên thì mình chỉ cần nói hai câu là người ta có thể chôn vào câu chuyện rồi, thì với ông này thì phải nhiều hơn. Đó, ông này là ông dạng thế. Nhưng mà nhân cái câu hỏi của bạn là Kim Thanh muốn hỏi thêm là cái hồi mà em chưa gặp Minh Hằng lần nào hết á, dĩ nhiên là Minh Hằng là đã ở trong mảng giải trí này quá nhiều năm rồi, hơn 10 năm rồi. Thời đó nghĩ tới cái tên Minh Hằng thì em nghĩ tới cái điều gì? Rồi xong bây giờ em thấy làm sao? Nghĩ đến chị Hằng thì em nghĩ đến chị là một ca sĩ, một diễn viên, một người khá là nổi, rất là nổi tiếng, xinh đẹp này, dễ thương này, có cá tính nhỉ. Đấy, và khi bây giờ gặp bạn thì em thấy đúng luôn không? Đúng hết à? Trời ơi, giống như dằn mặt vậy thôi. Em thấy thì, em thấy mọi thứ nó hơn thế. Không, nhưng mà cái hồi đó ví dụ như giả sử mình nhìn một người nghệ sĩ nào đó, đôi khi mình tưởng tượng là à cái cô này vậy chắc là phải cổ khó tính dữ lắm, hoặc là cái cô này coi vậy chứ cổ thảo mai lắm rồi chẳng hạn. Tức là ý là mình cũng nhìn vào một người mình có định hình sơ về cái tính cách của họ đó. Thì em có nghĩ tới Minh Hằng, em định hình sơ Minh Hằng là có tính cách như thế nào, và bây giờ cái điều đó nó ra sao, nó có cái gì mà gọi là vỡ mộng không em? Vỡ mộng thì không, chỉ có cái là bây giờ thì em nhìn thấy chị Hằng thì chị mạnh mẽ hơn. Chị ấy mạnh mẽ hơn những cái những gì mà em đã biết trước đây. Đó. Còn chị thì nói thiệt đó nghe, chị có Facebook của Minh Hằng á, mà chị cũng gặp Minh Hằng ngoài rồi chị mới thấy là bà này bà chụp hình bà quăng lên kiểu gì mà bà thấy bà nói hình bà đẹp, chứ tôi chưa bao giờ thấy hình ở trên Facebook bà đẹp bằng ngoài hết trơn. Thật sự luôn á, thật sự luôn á. Em phải coi lại là cái phần chỉnh sửa của em làm sao, chứ thấy ở bên ngoài là rất là sống động, rất là dễ thương, trẻ trung, nhưng mà hình ở trên Facebook cũng đẹp, nhưng mà nó không thích bằng cái việc mà mình nhìn ở bên ngoài, đúng không? Đúng rồi. Rồi, vậy nghĩa là không ăn ảnh. Nói chung là vẫn đẹp chứ không phải là không ăn ảnh, nhưng mà ở bên ngoài sống động hơn và tạo cho người ta cái cảm giác thu hút rất là nhiều. Đó, cho nên là em phải cố gắng thể hiện sao cái thần thái đó nó phải thể hiện luôn trên hình luôn. Nhiều khi mà mình thể hiện quá trên hình thì ở ngoài mất duyên. Trời, đúng không? Rồi, bạn còn câu hỏi gì nữa không ha? Dạ, em hỏi chị Hằng một xíu nữa. Hỏi đi em. Dạ, em được biết là đã có rất là nhiều người làm web drama series, thì sao mà chị lại quyết định đầu tư? Và sau khi đầu tư á thì chị thấy là nó khác với phim điện ảnh như thế nào chị? Toàn là các bạn biết hỏi không ha. Thank you câu hỏi của em. Tại sao mà chị lại chọn cái thời điểm này để ra web drama? Tại vì chị nghĩ là đây là cái thời điểm rất là phù hợp. Tại vì đã có rất là nhiều anh chị khác làm, mà khi mà cái thị trường của mình bắt đầu sôi động thì khán giả sẽ có thói quen tìm và xem web drama nhiều hơn. Trước kia nếu như mọi người muốn xem phim thì mọi người sẽ mở TV lên xem để tìm phim dài tập. Nhưng mà bây giờ thì có thể thêm một thói quen, đó là tìm vào các kênh mà có lượng subscribe cao để mà có thể xem được những bộ phim chất lượng. Và đối với lại mỗi một cá thể, một cái người nghệ sĩ, họ đều những cái chất riêng, thì những cái chất riêng nó sẽ tạo nên những cái sản phẩm mà nó độc đáo, nó sẽ không có bị trùng lắp với lại một cái kênh truyền hình nào hết. Và tại vì bản thân một người nghệ sĩ đã là một cái màu sắc rồi, một cái mảng miếng, một cái cá tính rồi, và khi họ tự sản xuất, họ tự làm diễn viên thì chắc chắn là cái phần hình ảnh cũng như là cái phần chất lượng nó sẽ là
luôn ở là cái phần tốt nhất. Tại sao? Vì đó là tên tuổi của họ. Giống như bản thân chị không phải là làm mà để bán, tại vì thực ra là ở trên YouTube là mình không bán được. Nhưng mà đó là một cái tên, là một cái thương hiệu của Minh Hằng, thì mình phải làm sao để mà xứng đáng với cái tên thương hiệu đó. Nên là chị nghĩ đây là cái thời điểm phù hợp để mình có thể làm web series. Và thứ hai nữa là khác biệt như thế nào giữa phim điện ảnh và cái phim YouTube, thì chắc chắn là phim điện ảnh sẽ tốn nhiều tiền hơn. Thứ hai nữa là đối tượng khán giả đến rạp á, họ bỏ tiền ra họ mua cái vé mà để vào xem phim, nên cái sự khắt khe của sản phẩm nó sẽ nhiều hơn là một cái phim mà mình phát free ở trên đó. Nhưng mà coi free nhưng mà cũng không phải là dễ tính nha, coi free nhưng vẫn có những cái tiêu chuẩn riêng. Làm sao mà vì em coi free mà em nói em không thích thì em sẽ bấm tắt ngay, em sẽ qua một cái kênh khác mà em sẽ không dành cho chị đủ 5 phút thì cái lượng view của chị nó cũng không có tại vì em phải coi hơn nửa phim thì mới được tính view đó. Nên làm sao chị có thể giữ chân em có thể coi hết một tập phim của chị, và sau đó em sẽ là người đi giới thiệu, ê coi phim này đi nha, của Minh Hằng, Kẻ Săn Tinh hay lắm. Thì phải làm được cái điều đó, thì đó là một trong những cái mục đích và cái lý do để mà có thể làm YouTube. Mỗi một cái lĩnh vực, mỗi một cái nơi á, thì đều có những cái khó riêng. Cái nơi là phải trả tiền và cái nơi không trả tiền nó đều có những cái khó, nhưng cuối cùng quy lại là vẫn phải là sản phẩm có chất lượng, vẫn phải là một cái sản phẩm có sự đầu tư và khán giả xem thấy có thể nó không phải là gu của em, nhưng khán giả thấy à, cái cô này là cổ làm việc có tâm nè, cổ làm tất cả mọi thứ bằng tâm huyết của cổ nè, có thể cái phim này nó không phải là gu của tôi nhưng mà tôi biết cổ có thể làm, là một là người rất là trân trọng khán giả của cô ấy. Nói chung là cảm giác như là đang nghe một chuyên gia bước vào lĩnh vực digital và bắt đầu giảng dạy cho người ta. Bây giờ hình như là cái gì em cũng muốn biết hết, cái gì em cũng thành chuyên gia luôn Hằng ơi. Chị ơi khổ lắm, nghệ sĩ bây giờ em nói thật thì không phải mình em đâu nha, mà tất cả các nghệ sĩ đều phải giỏi như thế. Tại vì bản thân nghệ sĩ là một cái brand, nó giống như một cái brand lớn vậy đó. Họ phải vận hành cái công ty của họ, xong rồi họ phải biết được là làm sao để lắng nghe được cái mong muốn của khán giả của mình. Đôi khi là mình thích làm là vì mình thích, nhưng mà khán giả của mình không có thích, rồi làm sao để mình giữ chân được cái lượng khán giả của mình, rồi làm sao mình tìm được cái lượng khán giả mới, thì mình phải tìm hiểu được à, coi view sao để tính view rồi mở âm lượng bao nhiêu mới được tính view, rồi làm sao nó lên top trending, rồi làm sao, wow nhiều lắm mọi người ơi, nó rất là cực. Nên mọi người hãy coi phim, cuối cùng là vẫn phải coi phim. Trời Vinh ơi, em có nghĩ là ví dụ như có phần 2 thì Hằng làm luôn đạo diễn là em mất job đạo diễn không Vinh? Không. Đó, đáng lo ngại cái vấn đề đó đó. Thật, sao hồi nãy giờ chị cảm giác như là Hằng muốn làm hết luôn rồi đó, không có còn cô nào luôn á. Không, em nhưng mà cái gì cũng có giá của nó chị à. Nói chung á là tôi biết là bả cũng tập tành rất là nhiều thứ. Và mình không biết là tương lai sẽ có những cái dự án kiểu gì nữa, mình phải chờ. Bây giờ trước mắt là biết cái dự án này là tập trung như đó đó. Dạ, đúng rồi. Rồi, còn câu hỏi gì nữa không bạn ha? Dạ, một câu hỏi cuối cùng thôi dành cho thần tượng của em luôn. Dạ, là chị ra mắt phim là vào tháng 6. Thì 6 là có hẹn Nhà Báo Việt Nam. Đúng rồi. Chị nghĩ như thế nào về cái điều này? Em hỏi câu này á, là tại vì á, nghệ sĩ với lại báo chí thì lúc nào cũng rất là cần nhau, nhưng mà đúng rồi, đôi khi thì nghệ sĩ cũng thấy cũng than phiền về vấn đề là về cái việc thôi đời tư của nghệ sĩ á. Thì nếu là chị Hằng thì chị lại hot về nữa thì chị lại nghĩ như thế nào về điều này chị? Ok, cảm ơn con. Hay quá em ơi, em thông minh quá luôn á. Hỏi mấy câu hỏi thực sự rất là đúng luôn á. Rất là sâu. Nhưng thành ra là chị trả lời thật đi, chị đừng có thảo mai. Em sẽ sẵn sàng trả lời thật nè. Ok. Đầu tiên là tại sao mà chị ra trong tháng 6? Chính xác là chị thực ra là trong tâm chị là chị muốn ra đúng vào ngày 21 tháng 6 là ngày của Nhà Báo Việt Nam. Tại vì cái phim này nó nói về là nhà báo. Nhưng mà tại vì em không có kịp để không để có thể mà có hoàn thành được chuyện đó. Thứ hai nữa là tháng 6 vẫn là cái tháng sinh nhật của em. Ngày sinh nhật của em là ngày 22. Đó thì em vẫn có muốn một cái món quà gì đó, một cái cột mốc, một cái dấu ấn gì đó để làm mình thấy là ồ, mỗi năm mình đều có thể làm được những điều to lớn hơn. Mỗi năm mình maybe là mình có tiền nhiều hơn để mà mình làm cái gì đó, thì em lại là người rất là duy mỹ về chuyện đó. Nên là mỗi năm em được đúng vào cái dịp sinh nhật của mình tung vào dự án. Và thật sự là dùng mối quan hệ với một nghệ sĩ với là báo chí nó đúng là một cái mối tương phùng và cũng như là tri kỷ, nhưng mà cũng là một cái kẻ thù. Và thật ra nếu như mà không có báo chí thì nghệ sĩ cũng không là gì cả, đâu có ai hỗ trợ cho mình đâu. Giống mình ra sản phẩm rồi cuối cùng không ai viết gì về mình hết. Mình cũng đâu có làm được gì rồi. Đó
Thì chị nghĩ là, nhưng mà tại vì chị đã làm được trong cái ngành công nghiệp này cũng khá lâu nên là chị hiểu được là mình sẽ phải sống như thế nào chị phải sống như thế nào mà có thể mà sống chung với lũ, có thể gọi là sống chung với lũ. Trời ơi, trời ơi, nghĩa là lũ luôn kìa trời. Không, lũ là có nghĩa những cơn lũ chứ không phải là lũ này là đấy. Nó là cái Không, câu ví von. để ý chị nói là những cơn lũ là em nghĩ là báo chí là kể như là quật em dữ lắm rồi sao. Không, không phải là quật, nhưng mà thật ra là mình phải có những đi qua những ngày bình thường thì mình mới nhung nhớ những ngày ấy. Thật ra là đó là một sự cộng hưởng. Và hồi đó tới giờ thì khi mà quay đầu nhìn lại thì tại sao mình có những cái điều tiếng, thì vấn đề vẫn là ở phía mình. Maybe là mình chưa có đủ sự trải nghiệm, maybe là mình sẽ mình do sự sơ suất của chính bản thân mình mà ra. Hoặc là lâu lâu mình buồn quá mình làm gì cho báo chí viết chơi à, cái đó thì không à, cái đó thì không có mà đó thì sau mỗi một cái sự cố gì đó thì mình tìm thấy được là à, chị là có một cái đặc tính là sẽ không bao giờ đổ lỗi cho người khác và sẽ luôn nhìn nhận lỗi về bản thân mình. Giống như cái lần mà giống như chị lộn mèo ở trên sàn thì chị cũng nghĩ à, tôi là lỗi và bản thân tôi là lỗi, tôi biết cái sàn đó trơn nhưng mà tôi vẫn làm thì lỗi của tôi chứ không có lỗi cái sàn gì hết. Tại nếu như mình không biết thì à, đúng rồi, mọi người không nói cho tôi biết cái sàn đó trơn, nhưng đó là